ngồi bên hồ Cần Nôm thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đây là một hồ đập tràn thuộc tỉnh Bình Dương và cũng là hồ nước lớn thứ hai ở tỉnh Bình Dương sau hồ Dầu Tiếng. Các bạn biết á, khi mà để tới đây từ Sài Gòn á, thì mình đã phải dậy từ 3 giờ và đi khởi hành từ lúc 3 giờ rưỡi. Để mình muốn là tới đây là vào lúc bình minh á, thì có thể ngắm được cái cảnh. An nghĩ là nó sẽ đẹp. Mà đúng là cảnh cũng đẹp thiệt. Chỉ có điều là hôm nay trời nó hơi có nhiều mây, cho nên là lúc mà mặt trời vừa mọc ở lên chân trời á, thì mình không thấy được cái cảnh đó. Khi mà mặt trời mọc cao rồi thì mới thấy được. Và cái đường tới đây thì bạn cứ theo Google Maps là tới thôi. Nhưng mà có điều là cái đoạn đường gần, lúc mà gần tới hồ á, thì sẽ đi qua cái rừng cao su. Thì nếu mà mình đi từ cái khởi hành lúc mà sớm như vậy á, thì khi mà tới cái rừng cao su á, thì vẫn còn trời vẫn còn khá là tối, và đi qua rừng cao su thì cũng khá là sợ, và An nghĩ là nó sẽ nguy hiểm đối với phụ nữ mà đi du lịch một mình. Thì giống như An hôm nay là đi như vậy là rất là liều luôn. Đường từ Sài Gòn đi xuống hồ Cần Nôm là khoảng 70 cây. Nhưng mà vì đi tối trời cho nên mình đi phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Và cái việc mà dậy sớm rồi đi xuống đây, vượt qua cái đoạn đường ở trên quốc lộ có một vài đoạn rất là tối, khá là nguy hiểm. Và một đoạn nữa là ở gần các cái cánh rừng cao su cũng khá là nguy hiểm. Nhưng mà khi mà tới đây nhìn khung cảnh rồi thì mình nghĩ là rất là đáng để dậy sớm và để đi như vậy.